Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 13 tháng Giêng năm 2013. Chúng ta đang ở tại thiền đường nước tỉnh của Xóm Thượng trong khóa tu An Cư Kết Đông năm 2012 và 2013. Năm nay, trong mùa An Cư Kết Đông, sau một bữa cung phu sáng, thì chúng ta có đọc cái câu là xin đại chúng thực tập thiền hành cho đàng hoàng trong ngày, và mỗi khi đi thì không nói chuyện, cũng không suy nghĩ. Cái chuyện thực tập mà không nói chuyện trong khi đi, mình đã thực tập lâu rồi, mấy chục năm nay rồi. Tại vì đi mà nói chuyện thì làm sao mình chú tâm tới cái bước chân và cái hơi thở được, cho nên không nói chuyện là chuyện chắc rồi. Nhưng mà còn không suy nghĩ. Nếu mà mình suy nghĩ thì làm gì mình có cái cơ hội để ý tới bước chân và hơi thở. Tại vì cái sự suy nghĩ nó bóc mình ra khỏi cái giây phút hiện tại. Thành ra năm nay mình chú trọng tới cái phần đó. Không phải là trước đây mình cũng có thực tập, nhưng mà năm nay mình nói nó thẳng, nó hịch tuyệt ra là khi mà thầy đi thiền hành thì thầy không có được suy nghĩ. Khi mà sư chú đi thiền hành thì sư chú không được suy nghĩ. Chúng ta biết rằng trong cái phái thiền tạo động Soto Zen đó, nói là cái bí quyết của thiền là không suy nghĩ. Phi tư lương là không có suy nghĩ. Không phải là mình bị cấm suy nghĩ, mình cấm tư duy. Nhưng mà tại vì phần lớn những cái tư duy của mình là không phải chánh tư duy. Nó là cái thứ tư duy vòng quanh, không đưa mình đi tới đâu hết. Nếu mà mình thực tập chánh tư duy thì không sao. Nhưng mà đây mình không phải là chánh tư duy. Mà không phải chánh tư duy thì mình bị kéo theo cái dòng tư tưởng. Và do đó cho nên mình không có để tâm vào hơi thở và bước chân được. Vì vậy cho nên nhắc nhau là khi đi không suy nghĩ là rất là quan trọng. Khi đi chỉ để ý tới bước chân, hơi thở, để mình có cơ hội tiếp xúc với những cái màu nhiệm của sự sống trong hình hài của mình và chung quanh mình, để được nuôi dưỡng, để được trị liệu. Mỗi bước chân là nuôi dưỡng, mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là phép lạ, mỗi bước chân là thảnh thơi. Cái chữ phép lạ đó là từ tổ Lâm Tế mà ra. Ngài nói đi mà đi cho cách chánh niệm trên hành tinh này là đã làm một phép thần thông rồi. Biết mình đang còn sống đây, có hai chân còn khỏe, và đi từng bước thanh thản trên cái hành tinh này là đã là một cái phép lạ, một phép thần thông rồi. Là địa hành thần thông. Địa hành thần thông. The miracle is to walk on earth. Cho nên mỗi bước chân là nuôi dưỡng. Mỗi bước chân là trị liệu. Mỗi bước chân là phép lạ. Mỗi bước chân là thảnh thơi. Thảnh thơi tức là giải thoát. Tức là không có bị ràng buộc. Và nếu bước chân của mình có được bốn cái đó, là như nuôi dưỡng, trị liệu, phép là thánh thơi, thì mỗi bước chân đem lại hạnh phúc rất là nhiều. Cho nên khi mình nhìn một người đang đi ở sông Thượng hay đi ở sông Hạ hay sông Mới, thì mình có thể biết rằng người đó đang có hạnh phúc hay không, đang có thánh thơi hay không. Mình không cần phải chứng đạo, mình là người thường thôi. Mình chỉ nhìn cái người đó đi, mình biết rằng người đó có để ý tới bước chân, hơi thở, và người đó có thích thú, có an lạc, có hạnh phúc trong khi bước những bước chân đi hay không. Mình có thể nhận ra rất là dễ dàng. Và khi trong cái khung viên của chùa đó, mình thấy một người đi chánh niệm, thanh thơi, an lạc đó, thì đó là tiếng chuông, nó nhắc mình là mình phải đi được như vậy. Thành ra sự có mặt của một người biết đi và đi trong hạnh phúc, nó có lợi cho tăng thân lắm. Mình đi như một
người giải thoát, một vị Bụt, một vị Bồ Tát. Và giả dụ mình thấy một người đi không phải như vậy, mình thấy có một người đi không có thảnh thơi, không có an lạc, không có hạnh phúc, thì cái đó cũng là một tiếng chuông chánh niệm. Mình nói rằng mình phải đi cách khác, mình phải đi có chánh niệm, mình phải có hạnh phúc trong từ bước chân, thì mình mới có thể đóng góp được vào cái phẩm chất của an lạc, của hạnh phúc cho cái tăng thân này, cho cái đoàn thể này. Vì vậy cho nên nhìn cái người kia đi hấp tấp, không chánh niệm, thì cái đó cũng là một cái tiếng chuông chánh niệm cho mình. Và nếu mình đi được như vậy và những người khác đều đi được như vậy, thì người kia trong vòng một vài ngày sẽ thay đổi cách đi, sẽ đi lại một cách có chánh niệm, một cách hạnh phúc. Có thể là hôm mới tới cô ta không có đi được như vậy, và hôm thứ hai thì vẫn chưa đi được như vậy, nhưng mà ngày thứ ba thấy các sư cô, các thầy, các đạo hữu khác đi an lạc thanh thơi như vậy, thì cô giật mình, cô nói mình tới đây là để thực tập, mình phải bước chân an lạc hạnh phúc. Thành ra ngày thứ ba cô thay đổi. Mà cô thay đổi như vậy là do mình, cho mình thay đổi trước. Mà khi mà chúng ta thực tập và đi một cách tập thể, người nào cũng có chánh niệm, người nào cũng có an và lạc, thì chúng ta tạo ra được một cái năng lượng tập thể của niệm, của định, của tuệ, của an và của lạc. Nó nuôi dưỡng tất cả mọi người trong tâm thân. Và khi mà 500 người, 1.000 người đi như vậy, thì cái năng lượng của niệm, của định, của lạc, của an nó rất là hùng hậu, và nó nuôi dưỡng được rất là nhiều người, nó chữa trị được cho rất nhiều người. Vậy thì trong khi đi, mình ngưng sự suy nghĩ, sự nói năng là để mà mình có thể để ý tới cái hơi thở và cái bước chân. Mình phối hợp, coordinate hơi thở và bước chân, đi như thế nào để mỗi bước chân nó có sự nuôi dưỡng, nuôi dưỡng bởi những cái màu nhiệm của sự sống đang có mặt trong ta và xung quanh ta, như là khí trời, như là cây cỏ, như là cái đẹp. Và khi được nuôi dưỡng thì mình cũng được trị liệu. Cái trị liệu nó xảy tới khi mà mình buông thư được. Mình buông thư được thì mình không có gồng nữa, và mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống. Nó thấm vào trong cơ thể của mình, nó thấm vào trong cái tâm hồn của mình, và do đó mình trị liệu được. Có những người họ chỉ cần đi thiền hành thôi là họ trị bệnh của họ được. Và mỗi bước chân giúp cho mình tiếp xúc được với những cái màu nhiệm của sự sống, để mình có thể trị liệu, để mình có thể nuôi dưỡng, và để mình có thể chế tác được cái hỷ và cái lạc ngay trong từng bước chân. Peace is every step, joy is every step, healing is every step, nourishment in every step. Đó là cái phương pháp đi của lòng mai. Và khi mình đi được như vậy rồi, mình trở về thành phố của mình đi như vậy, và mình đem cái lòng mai về, mình đem cái lòng mai đi theo bất cứ ở nơi nào mình tới. Đó là nói về chuyện đi. Còn mình nói về chuyện ăn thì cũng vậy. Hôm nay chúng ta có thêm một chút vào vấn đề ăn. Trước khi đọc năm quán thì chúng ta nói xin đại chúng nhớ rằng ở ngoài đời á, mỗi khi ăn cơm họ cũng tắt tivi. Vậy thì trong khi ở trong chùa mình ăn cơm, mình tắt luôn cái radio, radio NST, tức là non-stop thinking. Bởi vì trong khi ăn mà cứ suy nghĩ như vậy là mình ăn cái tư duy của mình, chứ không phải là ăn cơm. Mà tư duy của mình thường thường là tà tư duy, suy nghĩ lung tung. Ở trong kinh gọi là tán tâm tạp thoại. Tán tâm tức là cái tâm ý nó tán loạn, tạp thoại là nói chuyện tầm bậy. Năm quán của mình á, so với năm quán của truyền thống á, nó có tiến bộ. The five contemplation trước khi ăn và trong khi ăn là nó có tiến bộ.
Và cái nhà ăn, cái thực đường ở trong chùa thường thường có cái tên là ngũ quán đường, tức là cái nhà mà trong đó người ta thực tập năm quán, ngũ quán đường. Nhưng mà thường thường trong truyền thống mình thấy rằng là trước khi ăn mình chỉ đọc cái ngũ quán một lần thôi, cũng tốn vào khoảng một phút thôi, sau cái đó mình ăn cơm mình có thể quên mất năm quán và mình để tán tâm tạp thoại. Tán tâm tức là cái tâm của mình nó phân tán, và tuy mình không có nói chuyện ồn lên nhưng mà ở trong nó có cái sự nói chuyện gọi là mental talk, mental discourse, la conversation intérieure, le discours mental. Thì năm quán trong truyền thống là kế công đa thiểu, lượng mỹ lai xứ, kế công đa thiểu, tức là hãy xét coi thì cái công phu mà làm ra cái cơm này nó nhiều hay là nó ít. Thì trong cái năm quán mới của mình là thức ăn này là tặng phẩm của đất trời và công phu lao tạng. This food is a gift of the universe, sky and earth, and much hard loving work. Không những là nó đúng với truyền thống mà nó còn cái đẹp hơn nữa. Tại vì nó có cái hình ảnh của tặng phẩm của đất trời và công phu lao tác. Trong này là công phu nhiều hay công phu ít. Lượng bỉ lai xứ là suy nghĩ coi thử cái thức ăn này nó từ đâu tới. Tức là nó từ trời đất tới. Thức ăn này là một tặng phẩm của đất và của trời, đất mẹ và trời cha. Hai là thốn thể đức hạnh, toàn quyết ứng cúng. 40 năm nay là thầy thực tập theo cái năm quan mới, thành ra không có thực tập theo cái kiểu cũ này, nhưng mà cũng còn nhớ. Thốn kỳ đức hạnh tức là xem xét đo cái thứ là cái đức hạnh của mình, đức hạnh của mình nó có xứng đáng là thọ nhận thức ăn này không, ứng cúng là có xứng đáng để tiếp nhận cái thức ăn này không. Thì trong cái ngũ quán mới á, nó cũng cái ý đó nhưng mà nó có vẻ văn vẻ hơn. Xin nguyện ăn trong chánh niệm để xứng đáng thọ nhận thức ăn này. Và phòng tâm ly quá, phòng tâm gì đó, kế công đa thiểu, lần bỉ lai xứ, nhị thốn kỷ đức hạnh, toàn khuyết ứng cúng, tam là phòng tâm cái gì quá, ly quá, tham đẳng vi tôn. Ba là giữ gìn để cho cái tâm mình đừng sa vào những cái lỗi, những cái tật xấu. Quá tức là những cái lầm lỗi, những cái tật xấu. Nghĩa là làm sao để tâm mình nó xa lìa những cái lầm lỗi. Và trong đó cái lầm lỗi thứ nhất là tham đẳng vi tôn, mental formation, especially our greed. Nói rất là rõ là chuyện tham ăn, không có nói gì hết. Còn bên tiếng Việt nói có vẻ văn vẻ hơn. Xin ý thức về những cái tâm hành xấu, và nhất là tật ăn uống không có chừng mực. Còn nói thẳng thì tuyệt là nhất là tật tham ăn cho rồi. Tứ chánh sự lương dược, vì liều hình khô, là sau trong cái ăn phải coi thức ăn như là thuốc vậy đó. Nó có cái công năng nó làm cho thân thể mình đừng có ốm o gầy mòn, phải ăn cơm dùng uống thuốc vậy đó. Thầy thấy cái này thì hơi tội nghiệp.
ăn cơm mà giống như uống thuốc, nhăn mặt là mà uống cho thuốc đắng, thành ra trong khi ăn không có thấy cơm ngon. Và thầy nghĩ rằng khi mà buộc được vua Tần Bà Sa La hay vua Ba Tư Nạc hay là vua Mahanam cúng dường bữa cơm rất là thịnh soạn thì chắc buộc ăn cũng thấy ngon. Ngài có ca ngợi những thức ăn của các vua đó mà, cho nên mình biết là Ngài biết ngon. Ngài ăn trong chánh niệm và Ngài biết thưởng thức những cái đó, chứ không phải là Ngài nói tôi phải uống thuốc, thuốc đắng đã tật. Chánh sự lương dược vì liệu hình khô là để mà trị liệu, để mà chữa cái bệnh hình hài khô héo. Phải coi thức ăn như là thuốc vậy. Thì trong năm quán mới mình đi xa hơn chút. Mình cho phép biết cái giá trị của thức ăn, thưởng thức, appreciate được cái thức ăn ngon. Miễn là mình đừng tham thôi à. Nhưng mà ngon phải biết là ngon, dở phải biết là dở. Tuy là trên hình thức dở không được chê. Thầy có đi các nước Nam Tông rồi, và thầy biết là mấy ông thầy các nước Nam Tông trong cái ăn không được khen ngon, không được chê dở, nhưng mà trong bụng vẫn biết ngon và dở như thường, chê ở trong thôi chứ không có chê ở ngoài. Có một lần thầy được A Chàn Sulak mời ăn xoài với là khao niệu, tức là xôi, nó ngon quá. Thầy nói ngon quá đi. Mấy ông thầy ở Thái Lan là không có nói như vậy. Ngon thì giữ trong người chứ không có nói đâu vậy. Còn thầy thì thầy nói hít tuyệt ra là nó ngon. Ngũ vị thành đạo nghiệp ưng thọ thứ thực. Thứ năm á, là chính là vì muốn hoàn thành cái sự nghiệp tu học và giúp đời, cho nên hôm nay con mới tiếp nhận cái thức ăn này. Ở đây là theo truyền thống mà có nhiều thầy và sư cô Làng Mai á, tại vì tu tập theo pháp môn Làng Mai dùng tiếng Pháp và tiếng Anh và tiếng Việt, cho nên không có biết những cái câu chữ Hán này, cho nên đây là cơ hội để quý vị biết ngày xưa đọc như thế nào. Bốn chữ rất là dễ nhớ. Và trước đó thì là có câu khai thị Phật chế tỳ kheo thực tổ ngũ quán. Phật chế tỳ kheo thực tổ ngũ quán, tán tâm tạp thoại tín thiên minh nam tiêu, đại chúng văn khánh thanh, các chánh niệm. Đây là trong truyền thống. Hiện bây giờ Huế vẫn còn đọc câu này. Bên này, bên Trung Quốc cũng còn đọc như thế này. Phật đã thiết lập ra cái thế chế, cái phương pháp là khi bị tỳ kheo trong khi ăn á, thì phải duy trì 5 phép quán, thực tồn ngũ quán là duy trì 5 phép quán. Trên sự thật á, mình đọc 5 pháp quán rong thì mình ăn mình không có quán nữa. Vì vậy cho nên mình phải tìm ra cái cách để trong suốt bữa ăn mình vẫn có 5 quán như thường. Đó là vấn đề, chứ không phải là chỉ đọc 5 cái câu đó xong rồi thì cứ ăn thôi và quên mất. Chúng ta cũng vậy, nếu chúng ta ở Làng Mai mà nếu không có biết cách thì sau khi đọc 5 quán xong thì chúng ta quên 5 quán mất, cho 5 quán đi chơi, rồi mình tiếp tục mình ăn vậy. Và trong khi ăn mình có thể vừa ăn vừa suy nghĩ, tuy là mình không được nói nhưng mà mình cũng suy nghĩ, gọi là tán tâm tạp thoại. Tán tâm tức là để tâm phân tán, để tâm ý nó phân tán. Tạp thoại là nói tầm bậy tầm bạ, tuy là không nói ra lời nhưng mà trong này nói tầm bậy tầm bạ. Nghĩ thế này về người này, nghĩ thế kia về người kia, buồn, giận, chán, cái đó gọi là tạp thoại ở trong, là mental conversation, mental discourse. Và như vậy thì tín thí năng tiêu là những cái vật mà các thí chủ đem tới cúng dường, ăn như vậy thì không có tiêu được. Năng tiêu là khó tiêu,
indigestion. Thì mỗi khi mà trước bữa ăn là vì Gina đọc câu đó. Đại chúng văn khánh thanh các chánh niệm là xin đại chúng khi nghe tiếng khánh thì mỗi người đều phải trong chánh niệm và tất cả mọi người chắp tay để cho một người đọc năm cái này hoặc là mình tự đọc thầm thầm ở trong người. Được cái chương, bây giờ mình thử. Bây giờ đại chúng chắp tay lại. Phật Chế Tỳ Kheo thực tồn ngũ quang, tạng tâm tạp thoại tín thi nan tiêu, đại chúng văn khánh thành các chánh niệm. Nam mô A Di Đà Phật. Vậy đó. Ở đây có nhiều thầy biết làm chừng đó lắm. Đấy, đây là ngày xưa, nhưng mà bây giờ cũng còn ở Việt Nam, ở Huế, ở Trung Quốc. Chúng ta có đi xa hơn. Chúng ta nói rằng là chúng ta xin nguyện ăn như thế nào để có thể giảm thiểu được khổ đau của muôn loài trên trái đất. Đó là tại chúng ta học được ở trong kinh Tứ Nhục, trong kinh bốn loại thức ăn đó. Ăn như thế nào mà mình giữ được cái lòng từ bi, maybe keep our compassionate alive, compassion alive by eating in such a way that we can reduce the suffering of living beings, preserve our planet, and reverse the process of global warming. Xin nguyện ăn như thế nào để giảm thiểu được khổ đau trên trái đất, của muôn loài trên trái đất, bảo hộ được hành tinh này và chuyển ngược lại được cái quá trình hâm nóng địa cầu. Đó là một cái bước tiến của năm quán. Vì muốn xây dựng tăng thân, vì muốn xây dựng tăng thân và nuôi dưỡng tình huynh đệ, cho nên chúng con xin thọ nhận thức ăn này. Rằng tất cả những cái hay của năm quán đều còn giữ được trong năm quán mới. Và trong năm quán mới nó có những cái hay hơn năm quán cũ. Như vậy là có tiến bộ. Và thay vì khai thị như thế này, Phật Chế Tỳ Kheo thực tồn ngũ quán, tăng tâm tập thoại tín thí năng tiêu, thì mình khai thị như thế này. Buộc và tăng mời chúng ta ăn cơm trưa trong chánh niệm. Chỉ để ý tới thức ăn và tăng thân, mà đừng để tâm ý suy nghĩ vẩn vơ tới chuyện quá khứ, tương lai, bên này, bên kia, ăn cơm như thế nào để có thanh thơi, an lạc và tình huynh đệ trong khi ăn. Đại chúng nghe tiếng chuông xin nhất tâm thực tập năm quán, thì nó có khác ở chỗ đó. Tức là mình đưa ra cái là khiêng cơm á, thì phải ăn làm sao để mà có sự thanh thơi, để có cái tình huynh đệ, để có cái hạnh phúc trong khi ăn. Mà nếu mà muốn có như vậy thì chắc chắn là phải chấm dứt cái sự nói năng và chấm dứt cái sự suy tư. Cho nên trong hoàn cư năm nay thì mình có thêm vào cái chuyện là trong khi ăn thì chúng ta nên tắt cái radio NST. Đừng suy nghĩ nữa. Để thì giờ mà chú ý tại thức ăn. Và ở làng Mai chúng ta được dạy rất là kỹ. Ở trong khi ăn mình chỉ để chú ý tới hai cái thôi. Một là thức ăn, hai là những người ăn chung với mình. Thì mỗi khi mình gắp một miếng cà rốt lên thì mình phải nhìn cái miếng cà rốt đó hay miếng tàu hũ đó trong một giây. Và mình phải thấy được ở trong cái miếng đó là tặng phẩm của đất trời. Mình phải thấy sương, tuyết, phải thấy đất, phải có nước, phải có gió, phải có ánh sáng mặt trời và tất cả vũ trụ tới để mà tạo ra cái miếng cà rốt đó để cho mình ăn. Mà mình đâu cần phải thời gian nhiều hơn, một giây hoặc hai giây là có thể thấy được cái đó rồi. Cái đó là tuệ, niệm định tuệ. Nếu mà có một chút niệm, một chút định thì nó có tuệ liền. Đưa cái miếng lên nhìn một chút xíu
thấy cho đó là công phu của đất trời, công phu của người nấu. Và như vậy mình thấy được cái chân tướng của miếng cà rốt. Cái miếng cà rốt đó nó giống như một viên đại sứ của đất trời gửi tới để nuôi mình. Và khi mà thấy được như vậy thì trong lòng nó có cái sự biết ơn. Và khi mà thấy được như vậy rồi bỏ vào miệng thì mình tiếp xúc được với đất trời. Thay vì mình tiếp xúc với những cái suy nghĩ vẩn vơ, những cái buồn dần thông thường. Cho nên để ý tới thức ăn là rất là quan trọng. Và nên nhớ rằng là một cái hộp gạo, mà nếu mà mình có niệm thì mình tìm thấy trong hộp gạo cả vũ trụ ở trong đó. Một cái hộp đậu phụng cũng vậy. Mình biết rằng những cái cây lúa và cái cây đậu phụng nó mọc từ đất lên, nó lấy những cái chất dinh dưỡng ở trong đất. Mà những chất dinh dưỡng đó được làm bằng những cái rất là ngộ nghĩnh. Có bao nhiêu loài đã chết, đã sống ra, đã chết và hằng ngày nó tiêu hủy ở đó những cái chất gọi là hữu cơ. Có thể là trong cái hạt gạo đó hay là trong cái hột đậu phụng đó nó có xương cốt của ông bà cha mẹ mình ở trong đó. Tại vì bao nhiêu thế hệ đã chết và hằng ngày của họ đã tan rã. Cái lớp đất gọi là đất tốp xoay là nó được làm bằng những cái chất hữu cơ, và trong chất hữu cơ đó là hình hài tan rã của các loài, trong đó hình hài của những cái chiếc lá, hình hài của những con sâu, con bọ, những con chồn, con cáo, và hình hài của con người. Và có thể là trong những kiếp trước mình cũng đã ngồi ở chỗ đó mà mình cũng đã chết chỗ đó và xương cốt của mình cũng đã tan rã chỗ đó, và hiện bây giờ mình ăn cái hột gạo này, mình ăn cái hột đậu phụng này là chính mình ăn cái xương cốt của chính mình. Đó là cái thấy rất là sâu sắc, gọi là tuệ insight. Và ăn như vậy thì trong suốt bữa ăn nó có tuệ giác rất là nhiều. Ăn không phải là để tu, mà ăn là sự thực tập, là tu. Ăn không phải là để tu, mà ăn là tu. Ăn không phải là có sức khỏe để tu, mà ăn chính là tu. Đó gọi là năm quán. Và khi mà mình có lòng biết ơn, mình thấy sâu sắc như vậy, thì thức ăn nó rất là nuôi dưỡng. Mình ăn với cái lòng từ bi. Nếu mà mình ăn mà không có lòng từ bi thì giống như mình ăn thịt của đứa con của mình, giống như trong kinh Tử Nhục đã dạy đó. Kinh Tử Nhục là kinh dạy về 4 loại thức ăn. Vì vậy cho nên trong khi ăn mình dừng suy nghĩ để ý tới thức ăn. Một miếng đậu hũ, một miếng cà rốt, một hột đậu phụng, một muỗng cơm, tất cả đều là đề tài của sự quán chiếu, đều là chủ đề của thiền hết á. Mà nếu mình suy nghĩ tán tâm tạp thoại thì đâu có làm được chuyện đó. Cái đối tượng thứ hai là tâm thân. Mình thấy rằng anh của mình, chị của mình, em của mình, các bạn của mình đang ngồi ăn với mình. Sở dĩ mà có được như vậy là tại mình có phước đức, cho nên bây giờ mới có được một cái gia đình tâm linh đầm ấm như vậy. Và nếu mình không có nhìn họ, mình có nhận diện sự có mặt quý giá của sứ anh, sứ chị, sứ em của mình thì rất là uổng. Tại vì mai mốt rồi có thêm mỗi người đi một ngã, đâu có được ngồi với nhau như vậy nữa. Mai mốt thầy tịch rồi, sứ anh đi Hoa Kỳ rồi, sứ em đi Thái Lan, làm sao còn ngồi đây được nữa. Vì vậy cho nên khi mà ngồi với nhau, để ý tới thức ăn và để ý tới những người cùng ngồi ăn với mình, và làm phát khởi cái niềm biết ơn là người đó hiện đang còn sống, đang có mặt và đang ngồi với mình, thì ăn cơm như vậy chắc chắn là có hạnh phúc. Các vị lo cái từ điển lần mai phải thêm cái danh từ Radio NST vào. Đó là danh từ mới của lần mai. Khi mà mình suy nghĩ trong khi đi và khi nghĩ trong khi ăn, đó cũng là một loại thức ăn. Chúng ta biết rằng có 4 loại thực phẩm là đoàn thực, là edible food. Ahara là thức ăn. Đoàn thực là những cái thức ăn nó đi vào bằng cái đường miệng.
Nhưng mà có một cái nguồn thức ăn khác gọi là súc thực. Và mình cũng tiêu thụ mỗi ngày. Mình ăn bằng mắt, bằng tai, bằng mũi, bằng da và bằng ý tưởng. Tại vì có sáu loại giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Thì mình ăn bằng sáu giác quan đó. Và đoàn thực thì chỉ ăn bằng miệng thôi. Còn ví dụ mình coi tivi là ăn xúc thực. Mình đọc báo, đọc sách là ăn bằng xúc thực. Tại vì những chương trình tivi hay là những cái báo chí, những cái tiểu thuyết đó, nó là thức ăn. Và những cái chương trình đó, những cái bài báo đó và những cái sách đó nó có thể chứa đựng độc tố. Và nếu mình xem những cái chương trình đó, mình nghe những cái chương trình đó, mình đọc những chương trình đó thì mình đưa vào những thức ăn độc hại. Cho nên xúc thực là rất là quan trọng. Mình phải chọn lựa thức ăn lành. Ví dụ như Internet đó, có thể là một nguồn thức ăn. Nhưng mà trên Internet có rất là nhiều cái nguồn thức ăn độc hại. Mà con cháu của mình nó lên, nó có thể vướng vào những cái nguồn thức ăn độc hại đó là nguy hiểm lắm. Cho nên phải có chánh niệm để phân biệt được những nguồn thức ăn lành mạnh và những nguồn thức ăn độc hại. Đi vào trong nhà sách thì chỉ mua những cái sách nào mà nó cung cấp cho mình những thức ăn tinh thần bổ dưỡng và lành mạnh. Nó không có hận thù, không có bạo động, không có thèm khát. Và coi tivi cũng vậy, phải coi những cái chương trình nào mà không có hận thù, bạo động và thèm khát. Tất cả những cái đó là thuộc về cái nguồn thực phẩm thứ hai gọi là xúc thực. Mình học rồi. Thứ ba là tư niệm thực. Volition, Sitana là cái dự án của mình, cái mong muốn của mình, cái nguyện của mình, cái lý tưởng của mình. Mình sống, mình có mặt trên cuộc đời này để làm cái gì? Mỗi người chúng ta có một cái tư niệm, một cái ước mơ, một cái hy vọng, một cái lý tưởng. Và cái hy vọng, cái ước mơ, cái lý tưởng đó có thể là rất là lành mạnh, mà cũng có thể rất là độc hại. Ví dụ như là những cái người đi ăn trộm, những người ăn cướp, thì họ muốn làm giàu, nhưng mà làm giàu bằng cách là đi đốt làng, đốt xóm, ăn cướp. Không có tự mình làm ra những của cải đó, nhưng mà thấy người ta có nhiều của cải như vậy, mình tới bằng cướp, mình đốt nhà, mình lấy về. Thì cái ý muốn làm giàu như vậy là một loại tư niệm thực rất là không lành mạnh. Còn có những người muốn làm thầy giáo, cô giáo. Mình muốn làm một thầy giáo giỏi, một cô giáo giỏi để đưa một thế hệ trẻ đi lên. Thì cái đó là thứ tư niệm thực rất là tốt. Mình làm thế nào để cho trẻ em nó càng ngày càng mỗi ngày nó được tiếp thu những cái gì lành mạnh, tự ái, để cho nó có hạnh phúc. Và mình muốn có một cái nền giáo dục nó có thể giúp chuyển hóa được những cái bạo động, những cái sợ hãi, những cái hận thù trong giới trẻ. Và nếu mà mình có cái ước muốn đó thì cái đó là tư niệm thực về là tốt. Là nếu mình muốn bảo hộ cái sinh môi này, bảo hộ cái trái đất này, mình muốn đem thì giờ của mình để giúp cho cái sự ô nhiễm nó càng ngày nó càng bớt đi á, và mình muốn dùng cuộc đời mình để mà làm chừng đó, thì như vậy cái ước muốn đó là tư niệm thực tốt. Còn nếu mình cái ước vọng của mình là có thật nhiều tiền, có thật nhiều danh vọng, có thật nhiều sex, thì cái đó không phải là tư niệm thực tốt. Tại vì có những người chạy theo
danh vọng, quyền hành, tiền bạc, sắc dục đó, mà làm tiêu tán cả thân tâm của họ, thì cái đó là loại tư niệm thực rất là xấu. Thì chúng ta đã học nhiều lần về cái ba cái loại rồi, thì hôm nay chúng ta học thêm một chút về cái loại thứ tư là thức thực. Thức thực ít người hiểu đúng lắm, và nhiều thầy đã cắt nghĩa thức thực nó hơi lạc. Và họ nghĩa thức thực là thực thức. Họ nói danh và sắc là món ăn của thức. Thức bám vào danh sắc để lớn lên. Mà nói như vậy là không có đúng. Ví dụ như là khi mà mình chết rồi, mình đầu thai, đó, cái thần thức của mình đó, nó đi tìm cái danh sách, nó đi tìm một cái thai nhi, cái bào nhi, rồi nó bám vào đó, rồi nó bám vào đó, nó nương trên cái danh sách đó, cái thai nhi đó để nó lớn lên. Nói đó là thức thực thì không đúng. Thức thực đó, nó rất là khác. Thức ăn đó không phải là đoàn thực, mà ở ngoài, không phải là sắc thanh hương vị xúc ở ngoài, mà chính là thức. Cái tâm thức cá nhân và tâm thức cộng đồng. Tâm thức cộng đồng đó, nó có thể rất là độc hại, và tâm thức cá nhân cũng có thể rất là độc hại. Ví dụ như mình tới với một đám người, và cái đám người đó rất là nhiều hận thù, rất là nhiều tuyệt vọng. Và khi mà những cái người có nhiều hận thù, nhiều tuyệt vọng mà họ ở chung với nhau á, thì họ tạo nên một cái năng lượng tập thể về hận thù, về bạo động rất là ghê gớm. Mình tới đó là mình cảm thấy cái năng lượng ghê gớm đó nó đi vào trong cơ thể và đi vào trong tâm hồn của mình rất là dễ sợ. Có thể có những thành phố, là có thể có những cái khu phố mua rất nhiều bạo động, rất nhiều hận thù. Và nếu mình tới, mình thấy nhà cửa đó rẻ, mình tới mình thuê nhà, mua nhà đó, thì mình lãnh đủ, và con cháu của mình lãnh đủ. Tại vì xung quanh người ta suy tư, người ta hành động rất là bạo động, rất là hận thù. Và từ từ, một năm, hai năm, ba năm, cái năng lượng bạo động và hận thù của cái khu phố đó, nó đi vào trong những đứa trẻ con của mình rất là nguy hiểm. Cái đó gọi là thức thực, collective consciousness. Ngày xưa bà mẹ của ông Mạnh Tử đó, Mạnh Tử là một nhà triết học nổi tiếng ở Trung Quốc, Mencius. Một hôm thấy thằng nhỏ nó đi về, mũi chạy lòng thòng, nó vừa đánh nhau với bọn trong xóm, áo quần rách rưới, dơ bẩn. Thì bà ngán hết sức. Bà biết rằng nó vừa đánh nhau với con nít. Bọn con nít ở trong xóm thất học, trong xóm chỉ có lò sắt xanh, lò heo. Bọn con nít không có được đi học. Và vì vậy cho nên thay vì đánh mắng, trừng phạt đứa bé, thì bà ta suy nghĩ tìm cách để dời nhà đi chỗ khác. Và bà làm việc khuya hơn để dệt vải, có thêm chút tiền. Rồi cuối cùng tìm tới định cư ở một cái khu xóm, một cái khu phố, một cái làng mà trong đó con nít sạch sẽ, có đi học, lành mạnh hơn. Và nhờ đó Mạnh Tử lớn lên đã trở thành một nhà triết học. Đó là câu chuyện của Mạnh Tử. Thì khi mình tới lần mai á, thì mình thấy rằng thầy nào, sư cô nào, sư chú nào, người Phật tử cư sĩ nào cũng thực tập chánh niệm, cũng tìm cách để phát khởi cái tâm từ bi. Thì mình cảm thấy cái năng lượng tập thể ở đây nó lành, và mình được nuôi dưỡng bởi cái năng lượng đó.
Thì đó là thức thực tốt. Thành ra mình phải chọn cái môi trường nào mà cái năng lượng tập thể của tâm thức đó, nó lành mạnh thì mình mới nên ở đó. Còn nếu trong cái khu phố của mình mà quá nhiều bạo động, quá nhiều hận thù thì mình phải tìm cách rời khỏi khu phố đó càng sớm càng tốt. Và tìm tới một khu phố đó nào mà người ta sống thảnh thơi hơn, nhẹ nhàng hơn để có thể thừa hưởng được những cái nguồn thức thực lành mạnh hơn. Đó là cái tâm thức ở ngoài cộng đồng. Còn tâm thức của mình ở trong này cũng có những cái chất liệu lành mạnh và cũng có những cái chất độc ở trong. Thành ra trong khi mà ăn cơm mà mình suy nghĩ bày lung tung tán tâm tập thoại thì mình có thể ăn những cái chất liệu không bổ dưỡng từ trong tâm thức mình đi ra. Trong những giấc mơ cũng vậy, mình nằm mơ thấy những cái chuyện rất là hoảng sợ, rất là đau thương, rất là đen tối. Thì trong giấc mơ đó, mình cũng đang tiêu thụ, mình cũng đang ăn những cái chất liệu của tiềm thức của mình. Gọi là material subconscient của mỗi người. Và theo Bụt dạy thì trong tâm thức của mình nó có đủ hết. Nó có tịnh độ, nó có thiên đường và nó có địa ngục ở trong nó. Nó có địa ngục, nó có quỷ đói, có 10 thế giới ở trong đó. Thế giới của quỷ đói, Hungry Ghost, nó có trong tâm thức của mình. Và thế giới của địa ngục cũng có trong tâm thức của mình. Nếu mình làm ăn không đàng hoàng thì cái nguồn thực phẩm địa ngục của ngài quỷ đó nó trào lên. Như cái anh chàng Adam mà một bữa đó anh nổi khùng lên, anh điên, anh cầm súng anh giết bà mẹ, rồi anh lên trường học anh giết luôn 20 người nữa. Cái đó là Newtown, nó xảy ra mấy tuần trước ở tại bên Mỹ. Là cái địa ngục ở trong anh nó trào lên, anh đã ăn cái chất liệu của địa ngục và của ngạ quỷ. Và khi mà địa ngục nó trào lên như vậy thì anh trở thành ra người địa ngục, người ngạ quỷ. Và những chất liệu của tình thương, của hiểu biết nó lặn mất. Và vì vậy cho nên anh mới cầm súng anh giết ngay chính mẹ anh và những ông thầy giáo và những đứa trẻ con khác. Thành ra địa ngục và thiên đường nó không phải là nằm ở ngoài kia hay trên kia đâu. Nó nằm ngay ở trong này. Và vì vậy cho nên mình phải cẩn thận, mình chọn lựa. Mình phải thực tập chánh tư duy, mình phải thực tập chánh niệm để mình đừng có đi vào trong tâm thức, lấy những thức ăn độc hại trong tâm thức mà ăn. Từ trong tâm thức mình cũng có thức ăn độc hại. Mình có những kinh nghiệm đau buồn, mình có thể bị khổ đau trong quá khứ, mình có thể bị lạm dụng, đánh đập, hành hạ, lạm dụng tình dục trong quá khứ. Và những cái khổ đau đen tối đó nó vẫn còn ở trong cái tiềm thức của mình. Và ban đêm thỉnh thoảng những có những giấc mơ nó trồi dậy và mình đi ngang qua những cái kinh nghiệm đó trở lại, giống như mình ăn trở lại một lần nữa. Và cái tư duy của mình cũng như vậy đó. Tư duy của mình thường thường nó kéo những cái chất liệu không lành mạnh đó trong tâm thức ra để mình ăn lại, mình sống lại. Mình giống những cái loài vật gọi là nhai lại đó. Tiếng Pháp gọi là ruminant. Như con bò đó, con trâu đó, nó có nhiều cái bao tử. Nó nhai cỏ rồi nó nuốt vô. Nó vô một hồi rồi nó gỡ ra rồi nó nhai lại. Thì mình cũng như vậy đó. Mình có những đau khổ, mình tiếp thu vào trong tiềm thức rồi mình nhả ra, mình nhai lại. Đó là cái chuyện nhai lại mà trong hàng ngày khi mình thức cũng như mình ngủ là mình đang tiêu thụ những cái tư liệu nhai lại của mình. Ở trong tiềm thức mình nó có những cuốn phim quá khứ, những cuốn phim đen tối khổ đau quá khứ.
Và mỗi khi rảnh mình cứ chung vào trong đó để chiếu lại những cuốn phim đó, để mà coi, để mà sống lại những cái giây phút đen tối khổ đau của quá khứ. Chúng ta bị giam giữ bởi quá khứ. Ở trong cái hầm tối của quá khứ đó, nó có một số những cái phim của những cái kinh nghiệm khổ đau, có thể của cha ông, của tổ tiên của cha ông và của chính mình. Rồi những khi mà rảnh rỗi, chúng ta mơ màng hay là chúng ta đi xuống cái hầm tối đó, chúng ta chiếu lại những cuốn phim đó, chúng ta coi. Và chúng ta như vậy đang tiêu thụ và tiêu thụ cái loại thức thực không có lành mạnh. Và vì vậy cho nên buộc dạy chúng ta là phải thực tập cái cái gọi là tác ý, gọi là một cái loại tác ý là attention, tức là mình chỉ chú ý tới những cái gì mà nó giúp cho mình mở ra những khung trời sáng và lành thôi, là manaskara. Ví dụ như khi mà nghe một tiếng chuông thì mình để ý tới tiếng chuông. Để ý tiếng chuông thì tự nhiên mình ngưng suy nghĩ lại, mình bắt đầu để ý tới hơi thở, thở vào, thở ra. Và nghe một tiếng chuông như vậy, mình có cơ hội tiếp xúc với cái hơi thở của mình, với hình hài của mình. Mình có cơ hội thở vào một hơi, thở ra một hơi, ba lần, để lắng dịu thân tâm, và để cho nó có cái sự lắng dịu trong hình hài, cũng như trong cảm thọ của mình. Và mình sống được mấy phút thanh tịnh và an lạc. Thì để ý tới những cái đối tượng tốt như vậy thì gọi là như lý tác ý. Như lý tác ý. Như lý tác ý. Tiếng Phạn là yoniso manaskara. Yoniso manaskara là như lý tác ý. Vậy vậy cho nên trong một cái thiền viện, người ta sắp đặt như thế nào để có tiếng chuông, tiếng khánh, lời kinh, hay là một mái chùa cong, hay là một bông hoa nở. Tất cả những cái gì xung quanh mình đều có khả năng giúp cho chúng ta tiếp xúc với những cái tốt ở trong ta, những cái thực phẩm lành mạnh trong ta. Nếu mình là một nhà kiến trúc sư giỏi, thì mình sẽ xây một cái nhà, tạo ra một cái khung cảnh nào mà giúp cho người ta nhìn thấy cái gì hay nghe thấy cái gì thì mình có thể tiếp xúc được với những cái gì lành mạnh ở trong tâm ý của mình. Cái đó gọi là yoniso manaskara, là như lý tác ý. Còn nếu có thể nghe tiếng chuông, có những người trong chúng ta thực tập như lý tác ý theo chuông thở và có được những cái giây phút yên lặng, nhưng mà có những người không để ý tới tiếng chuông mà chỉ nghĩ tới những cái đau buồn khổ đau hay là bực bội của mình, thì cái đó gọi là không phải như lý tác ý. Mình tiếp xúc với những cái tiêu cực á, mà những cái đó rất là nhiều ở trong thế gian. Ví dụ như là mình coi tivi á, thì cái mục đích của mình á, là coi cái phim thôi. Nhưng mà nó giữa chừng phim á, cứ cách 10 phút, 15 phút nó ngưng lại, nó chiếu một cái quảng cáo. Và những quảng cáo đó nó đánh đồng những cái tham khác, những cái ước muốn của mình. Nó nói rằng anh mà mua chiếc xe hơi này thì cuộc đời anh nó lên hương. Anh mà mua cái loại trang nước hoa trang điểm này thì là người ta bu vào anh như là ruồi bu vào mật ong vậy đó. Thì những cái đó là những cái nó làm cho mình chú ý tới những cái tiêu cực. Và những quảng cáo là thường thường như vậy. Và trên đời này có biết bao nhiêu cái như vậy. Thành ra khi mà mình đi chợ, mình phải trang bị chánh niệm. Cho bước vào chợ một cái này nó kéo, cái kia nó kéo. Mình không có ý định muốn mua nó, nhưng mà mình để ý tới, rồi nó kéo mình đi.
Và vì vậy cho nên như lý tác ý là cái phương pháp để bảo hộ mình, để cho mình đừng có chú tâm chú ý tới cái đó. Chú ý tới cái đó thì nó đưa mình đi rất là xa. Nó đưa mình vào những cái cõi tiêu thụ mà không có lành mạnh. Và những cái đó gọi là phi như lý tác ý. Là ayuniso manaskara. Cho nên cái chuyện mà chúng ta ăn cơm mà không nói chuyện, mà không suy nghĩ, hay là đi thiền hành mà không suy nghĩ, nó có dính líu tới cái nguồn thực phẩm thứ tư. Chúng ta ngồi, chúng ta suy tư, rồi tâm tư chúng ta để ý tới những cái chủ đề nó đưa chúng ta tiếp xúc với những cái gì tiêu cực. Trong đó có sự đam mê, thèm khát, hận thù, bạo động, tuyệt vọng, nó làm cho chúng ta bệnh. Thì những cái chúng ta tiếp xúc đó là phi như lý tác ý. Vì vậy cho nên sống trong một cái hoàn cảnh lành mạnh, mình có cơ hội thực tập như lý tác ý rất là nhiều. Do đó cho nên chúng ta phải xây dựng những trung tâm tu học, những cái nơi mà chúng ta có thể thực tập như lý tác ý dễ dàng. Và khi mình thấy một người bạn đang trầm ngâm, đang bị kéo theo một cái tư duy nào đó, cái nét mặt có vẻ lo lắng, buồn khổ, thì mình biết rằng cái anh chàng này có thể đang thực tập phi như lý tác ý, đang bị một cái tư tưởng hay là một cái cảm thọ khổ đau, buồn chán, trấn ngự. Thì mình phải tới giúp, mình vỗ vai anh, nói anh đang suy nghĩ cái gì vậy? Anh có biết trời đang nắng đẹp hay không? Anh có biết là mùa xuân sắp tới rồi hay không? Thì mình kéo anh chàng ra khỏi cái thế giới của sự tiêu thụ, những cái thực phẩm không lành mạnh. Chứ đừng có để cho anh chàng ngồi đó mà nhai lại những cái đau khổ, những cái kỷ niệm tiêu cực đau khổ của chính mình. Vì vậy cho nên ăn cơm thì có canh thì ăn dễ hơn, và tu hành phải có bạn. Tu hành thì phải có bạn thì mới dễ. Tại vì tăng thân giúp mình trong những cái trường hợp đó, để cho mình đừng có tiêu thụ những cái nguồn thực phẩm không có lành mạnh. Rồi bây giờ mình hiểu được tại sao trong khi ăn cơm không có tán tâm tập thoại, và trong khi đi thiền không có tán tâm tập thoại. Mình nâng đỡ nhau để mình có thể tiếp xúc với những cái gì rất là lành mạnh mà thôi. Ở trong tâm của mình nó có 10 thế giới. Đây là thế giới của chư thiên này, thiên nhân này, Atula này, địa ngục này, ngạ quỷ này, súc sanh. Này là 6 nẻo luân hồi. Sau này luân hồi lục đạo, trong này nó đủ hết. Chúng ta đừng có nghĩ chúng ta chỉ là con người. Ở trong này có những thiên thần ở trong đó, mà cũng có những con vật ở trong đó, súc sanh ở trong đó. Tại vì nhiều khi chúng ta hành xử như một con vật, chúng ta ăn như là con thú, chúng ta chơi như một con thú, rất là bạo động, rất là thèm khát. Chúng ta thỉnh thoảng cũng cư xử như là con quỷ đói, một con ma đói. Chúng ta đói tình thương, chúng ta đói hiểu biết, chúng ta than rằng không có ai thương mình hết, không ai hiểu mình hết. Chúng ta là những con quỷ đói, nó có trong này, chứ không phải là nó ở xa đâu. Chúng ta cũng là những người đang ở trong địa ngục, tại vì
Tại vì địa ngục nó không phải ở dưới đó, nó ở trong này. Và hầu hết chúng ta đã từng tới thăm địa ngục rồi, phải không vậy không? Mình biết cái kinh nghiệm đó rồi. Những lúc mà mình tuyệt vọng, những lúc mà mình sầu khổ, những lúc mà mình không thiết sống đó, là lúc mà mình đi địa ngục. Là mình có muốn xuống để chơi nữa không? Mình có muốn địa ngục nó đi lên hay không? Thì anh chàng Adam đó, địa ngục đi lên cho anh mới cầm súng anh giết mẹ và giết luôn những đứa con nít ở trong trường đó. Thánh đừng có nói địa ngục là ở đâu hết. Đừng có nói thiên đường là ở đâu hết. Nó nằm ở trong này. Có khi mình hành xử như là một thiên thần, có khi hành xử là như một con người, có khi mình hành xử như một Atula. Atula là một người có sức mạnh rất là lớn, nhưng mà cái năng lượng của sự giận dữ rất là lớn. Thì trong người mình có chất liệu Atula. Có khi mình giận run lên, mình giận, cái giận nó mình muốn đập bỡ, đập phá, đập vỡ hết tất cả. Cũng may là trong mình cũng có thanh văn, tức là một vị đệ tử xuất gia của Bụt ở trong này. Dẫu anh là người cư sĩ, anh cũng có một ông thầy tu ở trong. Dẫu chị là con cư sĩ, nhưng mà chị cũng có một sư cô ở trong. Vì vậy cho nên chị thấy sư cô, chị mới cảm động muốn thành sư cô. Anh thấy sư thầy, anh mới cảm động muốn thành sư thầy. Vì vậy cho nên những cái tượng baby monks bán rất là chạy, ai cũng thích hết, tại vì người nào cũng có một sư cô, sư thầy ở trong này hết. Đó là một vị thanh văn, là những người trực tiếp làm học trò của Bụt á, gọi là thanh văn. Savaka. Ở trong chúng ta cũng có một vị bích chi, tức là một vị độc giác, là có khả năng ngồi một mình, quán chiếu một mình cái lý duyên khởi để có thể đạt tới giải thoát. Đó là một vị duyên giác, một vị độc giác. Và trong chúng ta cũng có một vị Bồ Tát với cái tâm nguyện rất là lớn là tu học để chuyển hóa tất những khổ đau và để cứu độ chúng sanh. Bồ Tát đừng có đi tìm ở đâu xa, nó nằm ở trong này. Đi vào trong chánh điện chưa chắc đã gặp Bồ Tát. Dù là trên bàn thờ có rất nhiều tượng Bồ Tát, nhưng mà đó là tượng đồng, tượng sành, tượng đá mà thôi. Còn Bồ Tát thiệt nó nằm ở trong này. Có một vị Bồ Tát ở trong, và chúng ta phải cho vị Bồ Tát đó một cơ hội để vị Bồ Tát đó lớn lên. Và trong ta cũng có một vị Phật, một vị Bụt, một cái baby măng ở trong này. Đi tìm Phật á, chắc ăn nhất là tìm ở trong này. Tại vì trong cái tâm thức của chúng ta nó có hạt giống của hiểu và của thương. Hiểu là trí tuệ, là prajna, mà thương là maha karuna, maha maitri. Trong này có một baby Buddha, đừng có đi tìm Buddha đâu hết, nằm trên này. Còn baby Buddha ở ngoài vườn đó là bằng xi măng. Và vì vậy cho nên tâm thức của mình nó giống như là một cái TV set, một cái đài TV, nó có 10 kênh, nó 10 channel. Chúng ta bấm vào kênh này nào thì kênh đó nó lên. Nếu ta bấm vào kênh đề ngục thì nó lên. Cho nên đừng. Xin đi tía ơi, đừng có nhấn vào cái nút đề ngục. Đừng có bấm vào cái kênh ngạ quỷ, ma đói. Tại trong chúng ta có một con ma đói muốn đi lang thang. Vũ Hoàng Chương đó có một lần nó nói ra làm ra mấy câu thơ. Thấy rõ ràng là có một anh chàng mà nói: lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh, bể vô tận,
xá gì phương hướng nữa, thiền ơi thiền, theo gió hãy lênh đênh, đi đi ta bà, đi 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 hoang cho rồi. Đó là ngạ quỷ. Lũ chúng ta lạc loài 5-7 đứa, bị quê hương ruồng bỏ, giống nòi khinh. Biển vô tận, xá gì phương hướng nữa, không cần phương hướng nữa. Thiền ơi thiền, theo gió hãy lênh đênh, đi đâu thì đi, không có cần nữa, bất cần. Vì vậy cho nên nó tùy chúng ta hết. Tùy theo cái sự thực tập tác ý này mà chúng ta chú ý tới cái vùng nào trong tâm thức của chúng ta. Và khi mà chúng ta bấm vào cái nút địa ngục thì địa ngục cái cân địa ngục nó hiện ra. Và ta là địa ngục bây giờ và ở đây. Nếu chúng ta nhấn trên cái nút ngạ quỷ thì cái cân ngạ quỷ nó hiện lên, ta là con quỷ đói ngay bây giờ và đây. Và nếu chúng ta bấm vào thanh văn thì vị xuất gia nó hiện ra. Khi mà chúng ta bấm vào vị Bồ Tát, kênh Bồ Tát, thì vị Bồ Tát hiện ra và ta có hạnh phúc. Và khi một kênh hiện lên đó, thì chín kênh kia nó sẽ nép xuống. Một giới hiện khởi thì chín giới nép phục. Vì vậy cho nên mình phải biết dùng cái sự thực tập như lý tác ý để cho cái kênh tốt nó đi lên. Và đừng bao giờ mình cho những cái kênh kia một cái cơ hội. Và như vậy cái tâm thức của mình là một nguồn thực phẩm mình chọn để mà nuôi dưỡng mình, chính mình. Đệ tử của Bụt, Balunkya Putta, tiếng Việt là Mãn Từ Tử. Thầy rất ưa hỏi những câu hỏi về thế giới, về tương lai, về con người, những cái câu hỏi có tính cách siêu hình. Thầy muốn hỏi những câu hỏi như là thế giới này nó là thường tại hay là có một ngày kia nó sẽ bị tiêu diệt? Thế giới này nó có bia ranh giới hay là không có ranh giới, nó hữu hạn hay là vô hạn, vân vân. Và thường thường hỏi thì Bụt không có trả lời. Cho nên có một bữa thầy mới giận quá, thầy nói: nếu Bụt không trả lời cho con thì con hết, con không tu nữa. Thầy Bụt mới kêu thầy Mãn Từ Tử lại, Bụt nói rằng: cái ngày mà thầy đi xuất gia, tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời những câu hỏi như vậy không? Tôi sẽ trả lời cho thầy những câu hỏi như là thế giới này là hữu hạn hay là vô hạn? Thường còn mãi mãi hay là một ngày kia sẽ đoạn diệt được hay không? Dạ không. Đức Thế Tôn cũng có hứa như vậy. Vậy thì tại sao thầy nói là nếu tôi không có trả lời những câu như vậy thì thầy thôi tu? Thầy buộc mới nói chuyện một cái người mà bị trúng tên đó, mà trúng tên độc, rồi người ta mới mời thầy thuốc tới để chữa trị. Thì cái người bị trúng tên độc đó nói: khoan chữa trị đã, trước hết tôi muốn biết
cái người mà bắn tôi cái mũi tên này, tên họ là gì, thuộc quốc tịch nào, vì cớ gì mà bắn tôi, người đó có thù hận gì với tôi không, hay dòng họ tôi không, tôi biết hết tất cả những cái đó rồi thì tôi mới chịu chữa trị. Và ông thầy thuốc nói là nếu mà anh để thì giờ tìm hiểu những câu hỏi đó thì anh đã chết rồi, tại vì thuốc độc nó đang ngấm vào trong người của anh rồi. Thì buộc dạy như vậy, trong chúng ta nó có những nỗi khổ niềm đau, mà nếu chúng ta cứ ngồi đó để hỏi những câu hỏi như vậy thì những nỗi khổ niềm đau nó không bao giờ được chữa trị hết. Vì vậy cho nên tôi chỉ dạy những cái điều mà nó có ích lợi, nó giúp cho anh có thể chuyển hóa, trị liệu được những nỗi khổ niềm đau của anh mà thôi. Vì vậy cho nên đạo buộc nó có tính cách gọi là thực tiễn, practical. Là Đức Thế Tôn dạy về khổ đau và phương pháp chuyển hóa khổ đau. Còn những câu hỏi siêu hình kia, tuy là Ngài có thể trả lời được, nhưng mà những cái đó không có ích lợi gì cho người tu cả. Và hơn nữa, có những câu hỏi không thể trả lời được. Không phải là tại vì Đức Thế Tôn không biết, nhưng mà trả lời với những cái có hay là không thì nó không trả lời được. Thì có một lần buộc đi thiền hành ở trong rừng về, hồi đó ở Koh Samui. Buộc đi thiền hành về, trong tay cầm một cái nắm lá gọi là nắm lá Simsapa. Rồi Ngài đưa lên, Ngài hỏi các thầy ơi, cái nắm lá Simsapa trong tay tôi nhiều hay là lá trong rừng nhiều? Thì các thầy nói, bạch Đức Thế Tôn, lá ở trong rừng nhiều, còn lá trong tay thầy vài chục cái chứ mấy. Thì Đức Thế Tôn mới nói, đúng như vậy đó, lá trong rừng rất là nhiều, lá trong tay tôi rất là ít. Những cái điều tôi biết thì khá nhiều, nhưng cái điều tôi đem ra dạy các thầy thì nó chỉ ít thôi. Tại sao? Tại vì chính những điều này nó quan trọng, nó giúp cho các thầy chuyển hóa và trị liệu được. Còn những cái điều kia nó không có tác dụng giúp các thầy chuyển hóa và trị liệu. Và câu chuyện đó nó chứng tỏ là đạo buộc nó có một cái mục đích rất là thực tiễn. Chúng ta phải để thì giờ chúng ta để chuyển hóa và trị liệu. Nhưng mà người đời trong đó có những ông vua, và ngay cả những cái đệ tử của buộc nữa, rất ưa hỏi những câu hỏi siêu hình. Và có 14 câu hỏi được coi như là vô ký, tức là không bao giờ buộc muốn trả lời hết. Câu hỏi thứ nhất là thế giới. Là thường. Hay là không thường. Thường tại hay là không thường tại. Tức là có một ngày nào thế giới này chấm dứt hay không? Hay là thế giới cứ tiếp tục hoài, eternal và không có eternal? Hay là thế giới vừa thường vừa không thường? Hay là thế giới vừa không thường vừa không không thường? Đó câu hỏi, nó có bốn về thế giới, nó có 4 câu, 1, 2, 3, 4. Thì người ta muốn buộc trả lời theo 4 cái phạm trù này, giống như là có 4 cái mình phải coach. Mà buộc thì từ chối, nhất định là không có coach vào cái nào hết. Tại vì đụng vào đó, cốt sau một cái đều sai hết. 4 cái nào cũng sai hết. Không có cái nào đúng. Không có thể nào làm như vậy được. Làm như vậy là sai liền lập tức. 4 cái mệnh đề này gọi là tứ cú. Tứ cú là 4 mệnh đề. Mà cái tuệ giác của Bụt là nó vượt khỏi tứ cú, gọi là ly tứ cú. Thế giới này là hữu hạn,
limited hay là unlimited, có giới hạn hay là không có giới hạn, nó vô hạn hay là hữu hạn. Vô hạn hay là bảy, vừa hữu hạn vừa vô hạn, hay là vừa không, vừa vô hạn vừa không vô hạn. Và người ta cũng đưa ra thêm bốn cái nữa để cho Bụt trả lời, nhưng mà Bụt cũng không trả lời. Bụt nói những cái này là vô ký, vô ký tức là không trả lời được. Không phải là Abhyakṛta mà vô ký, tiếng Anh dịch là non declared, non answer, non declared, non declare. Đó là tám câu đầu. Thầy Mãn Từ Tử rất là muốn hỏi những câu như vậy. Và những câu sau còn bị hỏi nhiều hơn nữa là Như Lai sau khi chết, sau khi diệt độ là còn không, hay là không còn gì hết. Như Lai cũng vậy mà mình cũng vậy, khi chết rồi còn hay không, thì đó là một cái câu hỏi nữa. Hay là không còn, có phải sau khi chết rồi không còn gì hết phải không, hoặc là vừa còn vừa không. Và 12 là vừa không còn vừa không không còn. Đó là 12 câu hỏi buộc các thầy phải trả lời, buộc Như Lai phải trả lời. Và có thêm 2 câu nữa là 13 là linh hồn với thể xác là một hay là hai cái khác nhau. Đó là 14 câu hỏi không có trả lời, gọi là vô ký. Ở Bỉ có một nhà Phật học tên là Luis de la Vallée Poussa. Ông ta học Phật nhiều lắm, ông có biết chữ Hán, ông biết chữ Phạn, ông biết chữ Pali giỏi lắm. Ông có học, ông có từng dạy ở Institut Catholic ở Paris. Cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20 thì học cũng nhiều lắm, tại vì ông đã dịch năm 1920 mấy, ông có dịch câu xã luận A Tỳ Đạt Ma, câu xã luận Abhidharma Kosa Sastra của thầy Vajubandhu, và ông dịch luôn Thành Nhi Thức Luận, Thành Nhi Thức Luận của thầy Huyền Trang, tức là phải giỏi lắm mới có thể làm được cái đó. Và đối với vấn đề những câu hỏi không được trả lời này á, thì ông còn đặt câu hỏi là buộc không có chịu trả lời một số câu hỏi, và bây giờ ngài mất rồi thì mình chịu thôi. Và những cái nắm lá đó, tất cả những cái điều đáng lý buộc phải nói nó nằm, bây giờ nằm trong mấy cái nắm lá Simsapa rồi, thì bây giờ ngài mất rồi thì ai có thể đọc dùng những cái nắm lá đó cho mình. Nói tóm lại là giống như là buộc không có chịu nói, có những điều mà buộc còn giữ một mình không có chịu nói ra. Và ông nói rằng có một cái sự mâu thuẫn giữa cái giáo lý, giáo điều của buộc, cái giáo lý của Bụt và cái triết học của Bụt. Tại vì nó có ba, ông đặt ra vấn đề thứ nhất á, là cái cơ chế nghiệp báo luân hồi, cái mechanism
of karma, retribution, and samsara. Le mécanisme de la rétribution de l'acte. Cái cơ chế đó bụng nó rõ. Tại vì nếu không có một cái chủ thể, nếu không có một cái ngã, thì ai tạo nghiệp và ai thọ báo rất là khó hiểu. Cái thuyết, cái tín ngưỡng luân hồi và nghiệp báo ở trong Bà La Môn giáo thì nó dễ hiểu. Tại vì trong cái truyền thống Bà La Môn giáo có một cái thần ngã, có một cái Atma, có cái Atta. Nó là một cái, có khi gọi là Jiva. Jiva là mạng, mà mình dịch là Prinsip Vital hay là linh hồn Jiva. Jiva, thể xác này là thân. Cái linh hồn và cái thân xác là một hay là hai? Body, mind, one or two different things. Đó là hai, cả hai, gọi cuối. Và vậy cho nên đối với nhà học giả Phật học này, cái vấn đề cơ chế nghiệp báo luân hồi nó chưa rõ. Tại vì trong đạo Phật chủ trương là không có cái ngã. Vậy thì không có ngã. Không có ngã thì làm sao cắt nghĩa được nghiệp báo và luân hồi, retribution. Ai tác nghiệp, ai thọ báo, ai đi luân hồi, vân vân. Thì cái cơ chế, cái mechanism đó không có rõ ràng. Đó là câu hỏi đầu tiên ông đặt ra. Đây là những điều ông viết trong cái cuốn sách chót của ông là Le Buddhisme, Le Dogma et Philosophie du Buddhisme, tức là giáo điều và triết học của Phật giáo. Và đó sau khi đã dịch thành Nhi Thức Luận với là Câu Xá Luận rồi mà còn hỏi như vậy. Thứ hai á, là cái tính chất của linh hồn, tính chất của mạng, tức là của cái linh hồn. Tại vì con người nó có linh hồn. Tính chất của cái chủ thể đi luân hồi là linh hồn. Tức là cái Prinsip Vital đó, cái Jiva đó. Bụt không nói rõ. Và thứ ba là Niết Bàn. Ngài cũng không nói rõ. Ngài không có cho biết rõ Niết Bàn có phải là cái cõi hay không. Và cái cõi này nó nằm ở đâu. Và mình có thể tiếp xúc với cõi đó, mình đi tới cái cõi đó như thế nào. Vì vậy cho nên cái Nati của Nirvana đối với nhà học giả là không có rõ ràng. Thứ nhất á, là le mécanisme de la rétribution des actes, là cơ chế của nghiệp báo. Thứ hai là la définition du principe qui transmet, tức là định nghĩa về cái chủ thể đi luân hồi. Nói có luân hồi nhưng mà ai đi luân hồi, và cái chủ thể đi luân hồi đó, cái bản chất nó là như thế nào. Và thứ ba là l'exégèse du Nirvana, nói về Niết Bàn không có rõ. Mà theo tôi, theo thầy thì là Bụt đã nói rất là rõ, không có chỗ nào là không có rõ. Nhưng mà mình cũng phải biết qua những câu hỏi đó của các nhà học giả để mình tìm cách mình giải thích cho những người sau này họ nghiên cứu Phật giáo.
Ở trong kinh có nói tới hai điều. Nói tới vô ngã là hai điều. Hai cái vô ngã gọi là nhân vô ngã và pháp vô ngã. Nhân tức là con người là Putgala. Nairatmiya là vô ngã. Putgala là người. Trong con người của mình á, nhìn cho kỹ thì thấy không có một cái ngã, nghĩa là một cái thực thể thường tại bất biến. Và sẽ tiếp tục mãi mãi. Cái đó gọi là cái ngã. Ngã là một cái gì thường tại, không có thay đổi. Thế định nghĩa ngã là như vậy. Ngã là một cái gì thường tại và không thay đổi. Thì cái đó cũng dễ hiểu thôi, chứ không có khó gì đâu. Tại vì nếu phân tích con người của mình thì mình thấy có 5 yếu tố là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Thì tất cả đều vô thường, đều biến chuyển trong từng giây từng phút. Không có gì là không thay đổi. Từ hình hài cho đến cảm thọ, cho đến tri giác, cho đến tâm hành, cho đến nhận thức. Năm cái dòng sông đó nó luôn luôn biến chuyển. Thì trong năm cái đó không có cái gì thường tại vĩnh cửu hết. Nghĩa là không có ngã. Vậy thì làm gì có một cái ngã nó ngoài năm cái đó. Ngoài năm cái đó không có cái gì thường tại, bất biến, còn ngoài. Không có cái đó gọi là vô ngã. Cái đó gọi là nhân vô ngã. Mà pháp cũng vậy. Pháp vô ngã là nhìn trong sự vật á, như là trong cái bàn, cái bảng này, hay là trong cái marker này, hay trong cái chuông kia, hay trong cái ngọn núi nọ, hay trong cái dòng sông kia, thì cũng thấy một cái gì mà nó bất biến, nó còn mãi. Vì vậy cho nên không những trong con người không có ngã, mà trong sự vật nó cũng không có ngã, là Dhamma Nairatmiya. Cái này nó là căn bản. Tại vì cái vô thường là cái khởi điểm. Vô thường là tất cả đều biến chuyển. Tất cả mọi pháp, các pháp đều có tính cách sát na diệt. Nghĩa là nó thay đổi biến chuyển trong từng sát na. Nó có tính cách điển ảnh. Và vô thường á, có nhiều người nghe cái chữ vô thường đó, thì có cái cảm giác tiêu cực. Nghĩ rằng vô thường là một cái gì tiêu cực. Mà thực sự nếu mà không có vô thường thì làm gì có sự sống. Chính nhờ có vô thường cho nên mới có sự sống. Ví dụ bây giờ mình có một cái nút nào đó, mình bấm một cái để thế giới nó ngưng lại. Tất cả đều cứng đờ hết.
thì lúc đó làm gì có sự sống. Có phải vậy không? Ecuter nó có tiếng động gì nữa. Thì cũng giống như là mình chiếu một cuốn phim trên màn ảnh đó. Mà nếu mình bấm một cái nút đó, thì tất cả mọi cái hình mọi người trên cái màn ảnh nó cứng đờ hết. Tất cả đều stand still hết. Và làm gì có sự sống? Sự gì có sự sống là có vô thường. Nếu không có vô thường á, thì hạt bắp ngàn đời sẽ là hạt bắp. Không bao giờ mình có cái bắp và trái bắp để ăn. Rõ ràng như vậy. Nếu sự vật mà không vô thường thì em bé luôn luôn là em bé, không bao giờ lớn lên được hết. Nếu tất cả đều là không vô thường thì mình bị cái bệnh, mình bệnh hoài không bao giờ lành hết. Và một chế độ độc tài nó sẽ kéo dài mãi mãi, không bao giờ có dân chủ hết. Vì vậy cho nên cái vô thường là cái rất là hay. Mà tại sao mỗi khi nghe tới vô thường mình thấy có cái gì tiêu cực và bi quan yếm thế. Sự thật vô thường là nền tảng của sự sống. Nếu không có vô thường thì không có sự sống. Vì vậy cho nên nói vô thường là khổ là không có đúng. Có cái các thầy coi ở đây có tiếng động ở trong cái, không biết đó là tiếng gì. Chúng ta đã học được ở trong tuần trước là trong kinh tạng nó có rất là nhiều chỗ lặp lại cái cuộc nói chuyện giữa Bụt và người đệ tử. Bụt hỏi đệ tử, sắc là vô thường hay là thường? Thọ tưởng hành thức là thường hay là vô thường? Thì vị kia nói vô thường. Rồi Bụt hỏi, nếu là vô thường là khổ hay là lạc? Thì người kia trả lời vô thường là khổ. Đó không phải là ý của Bụt. Đó là sự truyền thừa sai lạc. Chúng ta có những người đệ tử, Bụt có những người đệ tử rất là thông minh, nhưng mà có những người đệ tử rất là không thông minh. Và vì vậy cho nên nói vô thường là đưa tới khổ là đó không phải là ý của Bụt. Nếu mà không vô thường thì làm sao mình giác ngộ được? Mình cứ ngu hoài, cứ ngu ngàn đời. Phải có vô thường mới giác ngộ được, phiền não mới thành bồ đề được. Tại sao nói vô thường là gốc của khổ? Chính vô thường là gốc của sự chuyển hóa, của sự an lạc. Vì vậy cho nên ở trong kinh nó có những cái đoạn như vậy. Người ta bị ám ảnh bởi cái tư tưởng khổ và cái tư tưởng luân hồi, cho nên người ta làm cho méo mó những cái lời của Bụt dạy rất là tội. Thành ra theo nguyên tắc nói là sắc là vô thường hay là thường? Bạch Đức Thế Tôn, thường. Mà nếu nó thường thì nó có thể có cái ngã hay không? Thì nói là không có ngã. Đúng rồi, vô thường thì làm sao mà có ngã được? Ngã là một cái gì nó thường, tồn tại. Vì vậy cho nên ngã, vô ngã với vô thường là một chứ không phải là hai cái. Hễ đã là vô thường thì thế nào cũng vô ngã. Cho nên cái Jiva này, cái linh hồn này không phải là một cái ngã thường tại. Và vì vậy cho nên nói nó với thể xác là một hay là hai cái là nó sai. Nói nó với thể xác là một là cũng sai. Nói nó với thể xác là hai cái khác nhau cũng sai. Tại làm gì có nó? Một cái mà thường tại bất biến, không có cái đó. Cho nên trong cuộc vấn đáp giữa thầy Na Tiên với là vua Milanda, nó có cái câu này. Vua Milanda cũng hỏi thầy câu đó: thầy ơi, linh hồn với thân xác là một hay là hai? Thì thầy không trả lời. Thầy theo đúng cái tinh thần đạo Phật là không trả lời, vô kỷ. Thì vua mới nói thầy đã đồng ý với trẫm rồi mà,
Trẫm hỏi câu gì thầy trả lời mà sao, tại sao bây giờ thầy không trả lời? Thầy mới hỏi: tâu bệ hạ, ở trong vườn thượng uyển của bệ hạ, xoài nó ngọt hay là nó chua? Vua không trả lời được. Vua nói: tôi trả lời không được là tại vì trong vườn thượng uyển đâu có trồng xoài mà nói là ngọt hay là chua. Thì thầy Na Tiên nói: cũng vậy đó, làm gì có linh hồn bất tử mà nói nó là một hay là hai với là cái thân xác. Đó là một câu trả lời rất là hay. Không có cái gì thường tại, bất biến, không có ngã, thì nói ngã là một với là hình hài nó cũng trật, mà nói nó là cái khác với hình hài nó cũng trật luôn. Cũng giống như nói là không có cây xoài thì làm sao mà nói xoài nó ngọt hay là nó chua được. Đó là kinh Na Tiên Tỳ Kheo. Cũng như mà khi mà người ta hỏi đây là thời gian, đây là năm 2000, đây là 2013, thì có cái ông đó, ông đã tạo ra một cái nghiệp ở đây lúc năm 2000. Và mình gọi ông là tác giả, là actor, là người làm. Người làm tức là người tạo nghiệp đó. Và đến năm 2013 thì cái ông làm đó nó có kết quả. Và cái người nhận chịu kết quả đó là thọ giả, the recipient. Celui qui mange le fruit de son action. Cái chịu, người làm cái chịu. Thì người ta hỏi buộc, người làm và cái chịu là một người hay là hai người? Tức là cũng có hai cái ô vuông mà bắt buộc phải cốt một trong hai cái. Người làm và cái chịu là một người hay là hai người? Mà theo cái nhận thức thông thường là một, có phải không? Người gieo bắp thì được hái bắp, người trồng đậu thì hái đậu, người gieo gió thì gặt bão. Thì theo cái nhận thức thông thường, theo cái sự thật gọi là ước lệ, thì mình phải trả lời rằng người làm và kẻ chịu là một. Là đứng về phương diện sự thật tương đối, sự thật ước lệ là như vậy. Nhưng mà đứng về phương diện sự thật tuyệt đối thì không phải như vậy. Tại vì tất cả đều luôn luôn biến chuyển, tất cả đều vô thường. Từ năm 2000 tới năm 2013 là có tới 2 năm, hơn 2 năm rồi. Vậy cho nên cái ông này đã thay đổi rất là nhiều, đứng về phương diện sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Vậy cho nên đem cái ông này mà so với cái ông cà chịu này thì thấy rất là khác. Mà nếu nói hai người là một á, thì rơi vào cái tà kiến gọi là thường kiến, eternalism. Đó là chấp ngã. Mà nếu nói hai người là hai người khác nhau á, thì cũng không đúng. Hai người khác nhau thì rơi vào một cái kiến chấp khác gọi là đoạn kiến, annihilation. Một bên là eternalism, một bên là annihilation. Và vì vậy cho nên bắt buộc phải cốt một trong hai cái, thì Ngài đâu có chịu. Cho nên Ngài nói rằng là tôi xa lìa hai cực đoan để đứng ở cái chỗ trung đạo mà thuyết pháp. Cái đó là la voie du milieu, the middle way, đó là trung đạo, vượt thoát hai thái cực. Vì vậy cho nên nó là hay không là hai thái cực. Thì cái này á, là một á, là sameness, chữ Hán là nhất,
Còn là hai á, là otherness, là khác nhau, là dị. Phi nhất phi dị, không phải một, không phải khác. Mà khi mình nói phi nhất phi dị, tức là đứng ở trung đạo. Vì vậy cho nên tất cả 14 câu hỏi này đều không trả lời được. Tại vì sao? Tại 4 câu hỏi này, 14 câu hỏi này, nó hàm ý là những cái đó, cái thế giới cũng như cái Như Lai á, cũng như là linh hồn á, là những cái gì thường tại, nó có ngã. Nếu thế giới mà vô thường á, biến chuyển á, thì nói nó là thường cũng đúng, nói là không thường cũng đúng, mà thường, vừa thường và không thường cũng đúng, và không thường, không không thường cũng đúng. Nếu thế giới là không có ngã, không có một cái gì vĩnh cửu thường hằng hết á, thì nói nó là vô hạn không đúng, nói là hữu hạn cũng không đúng, nói vừa hữu hạn vừa vô hạn cũng không đúng. Là tại vì người ta còn kẹt vào cái gọi là Dharma Atmia, tức là pháp ngã. Khi mà thấy được nhân vô ngã và pháp vô ngã rồi á, thì thấy rõ ràng những câu hỏi này là đặt sai. Cũng như câu hỏi mà thầy Anna, mà vua Milanda hỏi, bạch thầy, mạng và cái linh hồn bất tử và cái hình hài này á, là một hay là hai? Bắt buộc thầy phải trả lời. Một là một, hai là hai, thầy trả lời đâu được. Cho nên thầy trả lời, thầy nói rằng tôi không thể trả lời được. Tại vì cái mà vua gọi là linh hồn bất tử, nó không có, không có cái gì mà bất tử hết. Không có cái ngã, thì làm sao mà nói là một hay là hai với thác sát thân được. Thì cũng giống như là cái tác giả, cái thọ giả đó, đó. Nếu mình nói là một á, thì mình rơi vào đoạn thời thường kiến. Mình nói nó là hai thì mình rơi vào thường kiến. Và vì vậy cho nên không nói là đúng. Không nói cũng phải là tại mình không có biết. Tại mình đứng ở trung đạo, mình thấy tất cả những cái khung đó, đó, những cái gọi là phạm trù tư tưởng đó, mental categories đó, là không chuyên trợ được sự thật. Những cái phạm trù như là sanh, diệt, có, không, còn, mất, chủ thể, đối tượng, những cái đó đều là những phạm trù tư tưởng hết. Và vì vậy cho nên dùng những cái phạm trù tư tưởng này để đưa tới một câu trả lời là đều sai hết. Vậy cho nên 14 câu hỏi này là 14 câu hỏi không được trả lời. Là tại vì hết trả lời là sai. Sai cái gì? Sai với gì? Sai với trung đạo. Mà trung đạo tức là thoát ra khỏi mọi cái tà kiến. Trong đó có tà kiến, có sanh, có diệt, có thường, có đoạn, có không, có tới, có đi, có một, có khác. Thì mình đọc kinh các chay gia na, các chứng viên, thì mình biết là buộc nói rằng chánh kiến là cái thấy vượt khỏi những cái phạm trù có và không. Và nếu mà nó vượt thoát khỏi cái phạm trù có và không á, thì nó cũng vượt thoát cái phạm trù sinh và diệt. Còn kinh Anuradha, Anuradha, thì thầy Anuradha đang đi ngoài đường, gặp mấy thầy của các giáo phái khác dừng lại. Và các thầy hỏi, thầy là đệ tử của Gotama hả? Ừ. Tới đây cho tôi hỏi vài câu. Sau khi Đức Thế Tôn qua đời rồi thì Ngài còn hay không?
hay là không còn, hay là vừa còn vừa không còn, hay là vừa không còn vừa không không còn, thầy phải trả lời một trong bốn cái đó, thầy từ chối. Thầy từ chối là phải. Nói Đức Thế Tôn, thầy của tôi chưa bao giờ dạy trả lời trong một trong bốn cái phạm trù đó, bốn cái mệnh đề gọi là tứ cú đó hết. Ngài nói là những câu hỏi đó là không trả lời, vô ký. Thì mấy thầy ngoại đạo mới nói rằng, chà, cái anh chàng này chắc là mới tu cho nên không trả lời được những câu hỏi của mình. Tôi cho nó đi cho rồi. Rồi thả thầy A Nậu La Đỏ đi. Thầy về, thầy đi tìm Đức Thế Tôn, thầy hỏi, thầy kể lại câu chuyện. Bạch Đức Thế Tôn, sáng nay con đi, con bị mấy thầy ngoại đạo chừng lại hỏi như vậy. Con đã trả lời như vậy. Và Đức Thế Tôn dạy cho con thêm để lần sau lỡ ra con bị chặn lại, con có thể có câu trả lời hay hơn. Thì cái kinh đó là buộc dạy rất là rõ. Buộc dạy như thế này: này thầy A Nậu La Đỏ, thầy nhìn tôi đi. Tôi đang ngồi trước mặt thầy đây. Thầy nhìn tôi đi. Thầy có nghĩ rằng hình hài này là tôi hay không? Như Lai là cái hình hài này hay không? Sắc có phải là Như Lai hay không? Nó bạch Thế Tôn, không phải. Và như vậy thầy nghĩ rằng là Như Lai có mặt ngoài sắc, phải không? Dạ, cũng không phải. Như Lai không phải là sắc, mà Như Lai cũng phải là ngoài sắc. Như Lai không phải là hình hài này, mà Như Lai cũng không phải là ngoài hình hài này. Như vậy thọ là Như Lai. Có thể tìm Như Lai trong thọ không? Nó không. Nó có thể tìm Như Lai ngoài thọ không? Nó không. Và như vậy, từ sắc mà đến thọ, tướng, hành thức. Thì Bụt mới nói, này thầy, tôi đang ngồi sợ trước mặt thầy mà tôi tìm, thầy tìm tôi không ra. Thầy tìm ra một Như Lai thường còn, vĩnh cửu, không có ra. Ngay lúc tôi đang còn sống. Vậy thì nói gì tới cái chỗ mà cái khi hình hài này nó không biểu hiện được, làm sao tìm ra được? Ngay tôi đang còn sống sờ đây mà thầy nắm bắt Như Lai cũng không được. Thì tại sao mà thầy nghĩ là thầy có thể nắm bắt Như Lai sau khi Như Lai diệt độ? Rất là rõ. Đi tìm một cái Như Lai thường chân, thường trú, vĩnh cửu, không bao giờ tìm thấy. Ngay trong khi Như Lai đang có. Nhưng mà chúng ta thường thường nghĩ là nắm được người kia rồi. Mình tưởng mình yêu cái người đó và mình nắm được người đó còn lâu. Không nắm được đâu. Bất khả đắc. Chính mình cũng không biết mình là ai nữa. Và vì vậy cho nên Như Lai cũng như bất cứ một hiện tượng nào, cái tính chất của nó là bất khả đắc, không có nắm bắt được. Tại vì khi mình nắm bắt, bằng những cái khái niệm, mình nắm bắt bằng những cái phạm trù tư tưởng như là có, không, sinh, diệt, tới, đi, một, nhiều. Cũng như mình đem cái rổ xuống dưới sông, mình múc nước, thì cái rổ nó có nhiều lỗ hổng quá, làm sao múc nước được. Hay là mình đưa 5 ngón tay để chụp lấy không gian, để chụp lấy không khí. Làm sao mà không 5 ngón tay mình có thể chụp được một cái làn gió được. Thì cũng vậy, những cái phạm trù tư tưởng như là có, không, sinh, diệt, còn, mất, một, khác. Những cái phạm trù đó không có khả năng nắm bắt được cái sự thật. Sự thật là vô thường và vô ngã. Nắm bắt bằng những cái ý niệm ngã và thường là không bao giờ nắm bắt được. Cho nên 14 câu hỏi này là không trả lời. Không phải là tại vì mình không có khả năng trả lời, mà tại vì hết trả lời là sai. Tại những câu hỏi đó đặt trên nền tảng của những cái phạm trù tư tưởng, những cái ý niệm sinh và diệt, có và không. Tới giờ đi thiền hành rồi.